Thanh Nhã TV cho mọi người. Mình là Nhã đây. Mình là Tồi lạnh quá. Buổi sáng hôm nay khá là lạnh nha mọi người. Trời sắp Tết rồi cho nên là Noel. Khá là lạnh. Từ từ cô dính công hẹ không mới được. Mày hồi tiếu dính công hẹ. Thì mọi người thấy nhiều clip mà mình hay Toàn hay chú Khánh gì đó chị xe cấp cứu bên kênh của Toàn thì thấy nhiều rồi đúng không? Thì bên kênh mình thì mọi người chưa có thấy không? Thì ngày hôm nay mình sẽ quay một cái clip gọi là trải nghiệm đi đưa một cái ca này cũng khá đặc biệt nha mọi người. Ca bị tâm thần nha. Đi lên bệnh viện tâm thần của Cao Lãnh nha mọi người. Đáng lẽ là hôm nay là có thêm thằng nào đó đi nữa. Nhưng mà sớm giờ điện trường nào bắt máy. Thôi mình yên tâm đi luôn để trễ giờ mọi người. Đúng rồi. Tại vì 8 giờ. Cái này có hẹn nha chứ không phải là muốn đi nào đi nha mọi người. Hẹn với lại bên phường 3 ở bển á. Rồi qua bên đó đi bắt. Đi bắt. Đi lại nhà bắt. Tới chỗ người đó kêu người đó đi, nếu như không đi nếu như không chịu đi thì mấy anh công an sẽ vô trọng bắt nha mọi người chứ mình không dám. Khống chế. Mình vô khống chế. Lạnh cũng chết luôn. Vô khống chế đi luôn nha mọi người. Tại vì á khi cái ca tâm thần mà được công an vô tới nhà vậy á là cũng có quậy quọ gì rồi, gia đình cũng có báo rồi thì công an ta mới vô nha mọi người chứ không phải là bình thường người ta mới vô đâu. Ok thì bây giờ thì mọi người cùng mình yên Toàn trải nghiệm ngày hôm nay xem là hai mình đi cấp cứu sẽ như thế nào nha mọi người. Tại vì hơi lạnh nó chuyển kỳ đi. Bây giờ mình với Toàn thì tới ủy ban phường 3 nha mọi người. Bây giờ tôi đợi mấy chú ra rồi mới đi nha. Đi xuống đây ủy ban phường 3 mở cửa đúng không? Mở cửa không rồi hả? Giờ mình sẽ với chồng mình gặp mấy chú nói chuyện với mấy chú cái. Ok thì giờ anh em cũng đã bắt đầu tới rồi, giờ xuống xe thôi. Đi vô mày đợi gì nữa đi. Sao không cô? Thôi khỏi quá. Vô cái gì ra mà. Chỗ này vô quá ổng á. Giờ giờ gần quá ổng này. Gần trong ổng á cô. Nghe người khác hả cô? Dạ. Kệ tôi nghe la la đó. Thì cô. Nhưng mà tại sao là bệnh là gia đình nói cho đi ra xe. Để chị bệnh ra. Sao sao vậy? Sao không nói lẻ vậy? Trong đây là sớm nhà ngoại mình trong đây. Nhà ngoại mình bệnh. Đúng rồi, nhà ngoại bên kia rồi. Dưới bên kia. Nghe nhiều dãy lắm. Nhà ngoại mình dưới bên kia. Ra ngoài đi. Đi ra ngoài đây nè mọi ơi. Chở ra luôn. Cái này chở ra luôn rồi. Được, cái này mình đi an toàn. À, sao mày đi an toàn á? Mà không mình đi thì quậy lắm á. Là ai? Quậy. Là ai? Không cả đó đó. Người đó đó. Đi rồi đó đó ba. Tao... Ủa này. Đéo hiểu kiểu gì đâu. Đóng cửa. Ai em đóng cửa chưa?
Em nắm mưa bằng tự động, tự động. Ông ngoại xong hết chưa? Rồi ok, bắt đầu đi. Nhớ đường anh chẳng không? Biết. Thẳng đúng không? Rồi thẳng qua luôn. Cái này nhẹ ha. Nhẹ. Còn mấy ca đó nãy chạy nghe thấy thằng cùng ngồi ngoài đường không? Cũng chuẩn bị chuyển nó đi nữa đó. Mà cái ông này ông liềm liềm sao á? Ồ, bởi vậy sợ đó. Ông mới nhìn em á. Ông ra làng dữ lắm. Ông mới nhìn em sợ. Ok, bây giờ anh em mình bắt đầu đi lên Cao Lãnh thôi. Tới chợ anh rồi bỏ xuống mà xong. Đúng rồi. Này nhẹ nhàng quá ha. Có người nhà thì nhẹ lắm. Bữa mình cũng vô tới nhà có người nhà đó. Không, nhưng mà tùy cá. Thì bây giờ mình đi nhà cũng đã lên tới rồi. Mà nói chung là quay mấy ca này về trong bệnh viện thì khó quay lắm. Nói chung là bệnh viện không cho quay. Đúng rồi. Bệnh viện không cho quay thẳng vô trong trỏng. Đúng rồi. Chỉ quay được xe mình thôi. Chứ quay nó quay vô trỏng, như trỏng thì người ta la. Không hiểu tại sao. Máy móc hay là cái thuốc này kia được đó. Mình thì mình không hiểu. Nay thì như là hơi bị đông á. Nay hơi bị đông á. Đông không? Đó, quá trời luôn á. Rồi đầy hết rồi. Phía bên đó thì mấy người là người nam. Bên đó nam hả? Ờ, bên đó nam, bên đây nữ. À, nam nữ giúp riêng ha. Đúng rồi, hôm nay giúp chung nghĩ sao à? Vậy thôi, nam giúp chung à. Trời, cái anh đó bị, cái anh đó. Anh nào? Đó, quá đế nữa, thấy không? Không, dướng cửa rồi. Nè, nè, nè. Đó. Anh đứng bên này nè. Đó. Nên này anh bị nhẹ. Không phải nữa. Anh bị nhẹ. Không, nhưng mà anh cũng, con mắt anh ghê lắm. Anh là đờ ghê lắm. Không, anh là đờ ghê lắm. Đó, bên đó là khoa nam. Cái người bị bệnh. Người bên nam rồi. Bên đây là bên nữ. Nhiều khi người ta bệnh người ta không biết gì hết đó, người ta làm người ta không biết gì đâu. Đúng rồi, bị bệnh sao biết. Ừ, nhiều khi mình vô mình mấy cái ca này mà rồi là mấy cái ca khó khó mọi người. Là vô chổng là bắt là nhiều khi người ta cầm vũ khí đâu mình cũng không biết được.
người ta giấu cũng nguy hiểm lắm. Nhiều khi nhà dẹp hết rồi đó mà kiếm đâu ra cũng được á. Chỉ qua nhà cái bên mượn. Tỉnh tỉnh cái qua nhà cái bên mượn mệt lắm. Cho nên mấy cái ca này bắt là chỉ có mấy anh cán bộ anh biết đường anh bắt thôi. Anh có nghề nghiệp đồ, anh nghiệp vụ anh vô anh làm được. Còn chú Khánh bữa vô ông bắt thì ông cũng có nghề đó, ông mới bắt được. Ông cũng có nghề võ. Không có nghề không hả? Không, không chịu ở đây đâu. Không chịu ở đây. Không chuyện đó. Không chịu ở đây. Cái anh đó hả? Cái người bị bệnh đó là biết. Không chịu ở đây hả? Không. Nói là bị ông người nhà nói là đi lên đây rước người kia về. À. Đi lên trong đây rước người kia về, bây giờ mới đi á. À, chứ không đi không? Ừ. Mà giờ không chịu vô luôn rồi. Ừ. Tới đây được rồi cũng khỏe rồi. Đúng rồi, không chịu vô cũng phải vô. À. Gặp bác sĩ cũng phải vô. Không, nhưng mà người này gặp bác sĩ là một cái là sợ. Không hiểu sao mà không hiểu sao mà bình thường lại luôn á. Ừ. Không có quậy quọ luôn á. Ta sợ. Sợ ơi, sợ ở đây á. Ừ. Tâm lý người ta vậy. Đông lắm, bên đó đông. Nói chung mà lên đây người ta điều trị thì cũng mau hết. Chứ còn ở nhà thì không ai điều trị hết thì khó hết lắm. Đúng rồi, uống thuốc đều đặn này kia. Đây uống thuốc cho ổn định cái Tinh thần rồi lại mọi người cái não lại. Giờ không chịu ở đây hả? Không chịu, mặt ngầu lắm. Ôi cái anh này tới bên quen. Đây là con nãy giờ chưa gặp mặt ổng. Nó lú đập tôi coi cái kìa. Ok, để mình xuống dưới mình coi nha mọi người. Ôi rồi bị nhốt luôn hả? Ừ. Mùa vậy em khó hả? Ừ. Ôi rồi sao? Rồi là trong mấy người tâm hận lắm hả? Ừ. Vậy đâu có dám mở cửa ra, mở cửa ra nó ùa ra rồi sao? Chạy ra sao làm được? Ôi rồi. Rồi hai ông đó. Hai ông đó rồi chết ngựa luôn. Hồi nãy ta đưa vô tới nó bước vô phục thôi mình trở lại đi, đi đâu mình đi theo. Kìa ông. Kìa ông ra kìa. Đi theo sâu vô trống làm chi vậy? Thầy chú dậy ra rồi, thầy chú dậy ra rồi. Mô Phật. Đang nhắn tin cho thằng Mộc. Nó đang đi ỉa. Nó chạy tới đây đi ỉa. Mình đang nhắn tin kêu nó ra. Ủa sao nãy em thấy trong cái gì đông như luôn hả? Mà bị bắt nó bắt lại rồi. Chói luôn hả? Ừ, chói luôn, cái rượu uống tao luôn chạy. Ủa, là sao? Em thấy trọng đông như vậy? Quýnh lộn nãy giờ đó. Ừ, vô nó quýnh đợi trọng. Quýnh ai? Quýnh ai chỗ nãy hả? Không, quýnh mấy thằng khùng trống nữa. Ừ, nghe xuống. Không chịu chạy. Nó kéo rồi nó nắm áo kèo lại nó đi theo ra. Hai cái anh hồi nãy vô quýnh mấy người trong này luôn mọi người. Mình thấy đông đông mà mình không biết chuyện gì. Hồi nãy hai chú bây giờ đi theo, hai chú bây giờ nhốt bị nhốt trống luôn. Bây giờ để thằng Mộc nó đi ra mới đi về nữa. Bây giờ xong chưa anh? Xong rồi hả? Ok. Mới đi toilet kìa. Nhóc người ngồi chờ đợi đó chứ. Con nè. Tao thấy mày điềm tĩnh lắm, mày đang biết bao nhiêu người đợi mày không? Tao lên đi tao kể cho mày nghe chuyện này nè. Gì? Vui không? Nghe nè ông nội. Nè tí. Đóng cửa lại để tao hỏi cái về cái chưa. Rồi bây giờ thì cũng đã xong rồi. Hồi nãy mày đi toilet ở trong quýnh lộn á. Ai? Ở trong đó đó. Sao? Cái ông đó ông vô, cái ông quýnh anh nè. Ông nè. Cái anh mà mình đưa lên nè. Vô quýnh ai chạy? Quýnh người ta bị giỏng á. Vừa bước vô quýnh liền hả? À. Ừ. Chạy á? Đè đập quá trời giỏng luôn. Vậy sao? Mà tao thấy tao thấy một đống mà anh nói cái giống hai ông bảo vệ trong đó bỏ hai ông bảo vệ giống luôn rồi. Ừ, rồi cái ông đi ra được rồi mày dữ lắm mày. Ừ. Không có ở ngoài mày không coi mày đi ỉ á nó mày cũng coi được đâu mày sao tao coi mà mày ngồi này tao thấy mà thấy đâu thấy chứ khúc hồi nãy cái buồn mà nam đó mày thấy không? Ừ. Đó cái buồn đó đó bây giờ vô là đập liền vậy hả? Ừ dạ. Dằn mặt dằn mặt. Mà ông này không quýnh. Dài quýnh. Thì ông này ông quýnh nè, ông mình đưa lên nè. Ông quýnh ta hả? Rồi tớ ông bự con dở. Thì ông nhận mặt ta mà. Nhận mặt để làm chuyện buồn mà.
gì vậy? Thôi nãy đau bụng mới chịu không nổi, hồi ghế xăng mất công. À, nó lúc nào cũng vậy chứ. Chuẩn bị hủ tục ở nhà, lên đây phải làm hủ tục nữa. Ok, giờ đang trên đường về. Thì bữa nay chỉ có như đó rồi đó. Như đó thôi. Trải nghiệm. Trải nghiệm ngày đi cấp cứu mọi người. Thì bình thường thì mọi người sẽ thấy clip này ở bên kênh là đội Nguyễn Tòng Vlog, là kênh của anh Tòng nó mở ra với lại chú Khánh. Mà chuyên quay về cấp cứu. Chuyên quay về cấp cứu thì mọi người muốn xem mấy clip cấp cứu giống như thế này thì qua bển xem nha. Bên đó nó đang đầy bển, mình cũng có đi bển hoài à. Đúng rồi đó. Có nhiều cái hấp dẫn lắm. Có nhiều như đợt trước mọi người phải vô tới trong nhà ấy ra luôn á. Ừ. Tới nhà rồi hộ tống ra luôn. Không có không có mà nhẹ nhàng như ngày hôm nay đâu nha mọi người. Ok, nói chung là chuyến đi ngày hôm nay cũng chắc kết thúc tại đây rồi mọi người. Giờ mình sẽ đi ra chùa làm tiếp nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình.